Chúc mừng sinh nhật em. Thích không? Cái này ăn được không chị? Được, ăn được mà. Chị dùng kẹo Chupa Chups cầu vồng để làm đấy. Đây, giờ chị lấy cho em ăn thử nha. Bon Bon TV. Hôm nay là sinh nhật mình. Quên mất. Chết rồi, hôm nay mình nhớ. Ồ, hôm nay là sinh nhật Bon, đúng rồi. Mình phải về nhà làm cái gì tặng cho Bon mới được. Cái gì bây giờ nhỉ? Chupa Chups khổng lồ, đúng rồi. Chắc là em ấy sẽ thích lắm và bất ngờ lắm. Hôm trước em bảo với mình là chưa bao giờ em được tặng quà sinh nhật. Mình cũng thương em ấy thật đấy. Mình á, năm nào cũng được bố mẹ tổ chức sinh nhật hết. Năm nay mình sẽ tổ chức sinh nhật cho Bon. Đầu tiên là mình phải chuẩn bị một cái khung. Sau đó là kẹo. Rất nhiều kẹo. Điểm tâm. Bắt đầu làm mới được. Bây giờ mình đi tìm Bon mới được. Mình sẽ cho Bon thật bất ngờ. Đi thôi. Bon ơi. À. Chúc mừng sinh nhật em. Lần đầu tiên em được tặng quà sinh nhật đấy. Thế à? Thích không? Cảm ơn chị. Không có gì đâu. Chị biết rồi. Tại hôm trước em nói với chị là từ bé đến giờ em chưa biết được cái cảm giác được tổ chức sinh nhật là như thế nào. Cũng chẳng có ai tặng quà cho em. Thế là chị tự làm cái bánh này tặng sinh nhật em đấy. À, bánh gì đấy chị? Đây, đây là một chiếc kẹo, một chiếc bánh. Thôi gọi là kẹo hay bánh cũng được nhá. Em thích là gọi là cái gì? Bánh. Bánh nhá, hay là bánh sinh nhật, em thích bánh sinh nhật lắm đúng không? Vâng. Ừ. Đây là chiếc bánh Chupa Chups cầu vồng khổng lồ. Chị em nhân ngày sinh nhật, chúc mừng em nhé. Tuổi mới có ước gì không?
dùng kẹo Chupa Chups cầu vồng để làm đấy. Đây, giờ chị lấy cho em ăn thử nha. Bây giờ em mang về em khoe với các bạn hàng xóm đi, để các bạn biết là năm nay em được tặng quà sinh nhật, đúng không? Chưa bao giờ được khoe quà đúng không? Này, chạy về đi, bây giờ chị về nhà chị đây. Em cảm ơn chị nha. Thấy không? Đi về nhà. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.